Bản tin tối ngày 13 tháng 12. Xin kính chào quý vị, Hàn Lâm rất vui khi gặp lại quý vị trong bản tin tối nay. Chúc quý vị buổi tối an lành. Ngay sau đây là những nội dung chính, mời quý vị cùng theo dõi. Tin Việt Nam, Hà Nội dừng bán hàng ăn tại chỗ ở một quận, phong tỏa nhiều tuyến phố cổ. Hà Nội dùng kết quả test nhanh xác định F0. Sài Gòn lùi dạy học trực tiếp cho học sinh ở một huyện. Tại Nghệ An, gần 240 F1 của 2 F0 là giáo viên mầm non. Còn tại Bình Định, hơn 300 F0 cộng đồng. Gia Lai có nhiều F0 liên quan tới trung tâm thương mại. Tại Quảng Ngãi, nhiều trường tiểu học chuyển dạy trực tuyến. Bình Dương có 50.000 F0 điều trị tại nhà, nhiều người không được hỗ trợ điều trị. Hơn 1 triệu viên thuốc Monopiravir được chuyển tới 17 tỉnh thành điều trị F0 tại nhà. Tin thế giới, tại Nam Phi, triệu chứng lạ ở người nhiễm Omicron. Tại Hoa Kỳ, số ca tử vong cán mốc 800.000 người và số ca nhiễm lên 50 triệu ca. Hàn Quốc thử nghiệm nhận dạng khuôn mặt để theo dõi các ca COVID-19. Giám đốc tình báo Anh cảnh báo nguy cơ từ đồng nhân dân tệ số của Trung Quốc. G7 cảnh báo Iran và Nga. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam, như thường lệ, mở đầu là cập nhật mới nhất liên quan đến dịch bệnh. Hà Nội dừng bán hàng ăn tại chỗ ở một quận, phong tỏa nhiều tuyến phố cổ. Theo thống kê của Sở Y tế, 7 ngày qua, số ca nhiễm mới tại Hà Nội liên tục tăng. Chỉ tính riêng ngày 12 tháng 12 đã ghi nhận 895 F0, trong đó có 357 ca cộng đồng. Hiện các quận huyện dẫn đầu về số F0 tính từ đầu năm 2021 tới nay lần lượt là Đống Đa với hơn 2.000 ca, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đông Anh và Hai Bà Trưng đều trên 1.000 ca. Hiện quận Đống Đa có dịch ở cấp độ 3, nguy cơ cao, đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không cần thiết, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục dừng dạy học trực tiếp. Tính riêng trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng hơn 18.000 ca nhiễm với gần 7.000 F0 cộng đồng. Riêng 7 ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận trung bình từ 600 tới gần 900 F0 mỗi ngày. Cũng tại Hà Nội, sau khi Sở Y tế đề nghị cho phép sử dụng kết quả test nhanh xác định người nhiễm COVID-19 thay vì xét nghiệm PCR mang giá trị khẳng định, vào ngày 12 tháng 12, Bộ Y tế đã chấp thuận đề nghị này. Trước Hà Nội, Sài Gòn và một số tỉnh phía Nam cũng đã được sử dụng kết quả test nhanh để xác định F0. Test nhanh kháng nguyên là phương pháp lấy mẫu dịch tị hầu xét nghiệm nhanh, kết quả có sau 15 phút và độ chính xác khoảng 70-80%, nên mang ý nghĩa tầm soát sàng lọc. Còn xét nghiệm PCR là lấy mẫu bằng máy, độ chính xác cao, mang giá trị khẳng định, tuy nhiên mất nhiều thời gian hơn test nhanh và chi phí cũng cao hơn. Đến nay, theo quy định của Bộ Y tế, PCR vẫn là phương pháp xét nghiệm chính để xác định F0. Thưa quý vị, song song với việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại một số nơi ở Sài Gòn, thì mới đây, Sài Gòn lùi thời gian dạy trực tiếp cho học sinh tại huyện Củ Chi. Sáng nay, trong khi nhiều trường trung học mở cửa đón học sinh lớp 9 và lớp 12, thì tại huyện Củ Chi, trường học chưa mở cửa trở lại. Lãnh đạo huyện Củ Chi cho hay, do đa số phụ huynh chưa đồng ý cho con trở lại lớp, nên huyện lùi thời gian đón học sinh hai khối này chậm một tuần so với mốc chung của thành phố. Huyện Củ Chi có 8 trường trung học cơ sở, 7 trường trung học phổ thông và một trung tâm giáo dục thường xuyên. Dự kiến đến ngày 20 tháng 12, học sinh huyện này sẽ đi học trở lại. Và như Khỏe Tự nhiên đã đề cập trong bản tin trước, bắt đầu từ sáng nay tại Sài Gòn, khoảng 150.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 đã trở lại trường học trực tiếp sau 4 tháng ngừng đến trường. Nghệ An có gần 240 F1 của 2 F0 là giáo viên mầm non. Ngày 13 tháng 12, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đã xác định được 238 F1 tiếp xúc trực tiếp với 2 F0 cộng đồng. Trong đó, bản sằng trên xã Mỹ Lý có 96 F1 và may mắn hiện huyện chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Theo huyện Kỳ Sơn, 2 F0 cộng đồng trên đều là giáo viên trường mầm non tại bản sằng trên xã Mỹ Lý và trường mầm non cơ sở chính Can Đu, huyện Kỳ Sơn. Kỳ Sơn là một huyện miền núi, xa xôi, giá rét sương mù khiến cho việc di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó, do F0 là giáo viên mầm non nên có rất nhiều F1 là các bé nhỏ. Lịch trình của các F0 phức tạp khi tiếp xúc với nhiều người nên việc xét nghiệm rất vất vả.
Tại Bình Định, cũng trong sáng cùng ngày, tỉnh này đã ghi nhận thêm 393 ca dương tính mới, trong đó có 301 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thành phố Quy Nhơn vẫn là khu vực ghi nhận số ca nhiễm cao nhất với 195 ca, tiếp theo là thị xã An Nhơn và huyện Phú Mỹ. Về cấp độ dịch, Bình Định có 7 đơn vị cấp xã thuộc vùng đỏ nguy cơ rất cao. Tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay, Bình Định đã ghi nhận hơn 7.700 ca nhiễm, có 29 ca tử vong và hơn 3.700 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh và tại nhà. Và tiếp theo là cập nhật tình hình dịch bệnh tại Gia Lai, nhiều F0 liên quan tới trung tâm thương mại. Ngày 13 tháng 12, tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 12 đến 9 giờ sáng nay ngày 13 tháng 12, trong gần 4.000 mẫu xét nghiệm ghi nhận 110 trường hợp dương tính mới. Ngoài ra, có 48 mẫu nghi nhiễm của 197 người đang xét nghiệm lại. Trong số 110 F0, có 18 trường hợp liên quan đến các ca nhiễm tại trung tâm thương mại thành phố Pleiku. Trước đó, chùm ca bệnh tại trung tâm thương mại này được phát hiện hôm 11 tháng 12 với 43 F0. Hiện thành phố Pleiku đang phong tỏa các tuyến đường Thi Sách, Ngô Gia Tự và trung tâm thương mại trên, tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh ở khu vực này. Tại Quảng Ngãi, nhiều trường tiểu học chuyển dạy trực tuyến. Sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận thêm 97 ca dương tính, trong đó có 47 ca cộng đồng. Đây là con số F0 cao nhất từ trước đến nay, với 12 trường hợp là học sinh trường tiểu học Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, nâng tổng số ca nhiễm tại cụm dịch này lên 26 ca, gồm có 25 học sinh và một giáo viên. Hiện huyện Tư Nghĩa đã yêu cầu các trường tiểu học Nghĩa Thọ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn và trường trung học cơ sở Nghĩa Lâm dừng dạy trực tiếp, chuyển sang dạy trực tuyến bắt đầu từ ngày hôm nay 13 tháng 12. Mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý khác. Bình Dương có 50.000 F0 điều trị tại nhà, nhiều người không được hỗ trợ điều trị. Mới đây tại Bình Dương, Sở Y tế cho biết hiện có hơn 2.000 ca nhiễm điều trị tại các cơ sở y tế và có đến hơn 50.000 trường hợp điều trị tại nhà. Trong đó, thị xã Bến Cát hơn 12.000 F0, thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên là các khu vực có số bệnh nhân điều trị tại nhà tương đối cao. Hiện Bình Dương đã lập thêm 162 trạm y tế lưu động để hỗ trợ cho y tế cơ sở trong điều trị F0. Tuy nhiên, theo báo Lao động, vẫn có nhiều trường hợp phản ánh về tình trạng F0 không được hỗ trợ y tế và phải tự tìm hiểu điều trị. Cụ thể là trường hợp ngụ ở đường DI2, khu phố 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Anh này phản ánh về việc phải tự tìm hiểu điều trị khi nhiễm COVID-19 và không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cơ quan y tế khu vực. Theo người này, vào ngày 26 tháng 11, gia đình anh đưa con trai 2 tuổi đến khám tại một cơ sở y tế. Sau khi thu 200.000 đồng tiền test nhanh và phát hiện bé dương tính, cơ sở này từ chối khám các bệnh liên quan và đề nghị anh đưa bé đến cơ sở y tế công để tiếp tục khai báo. Theo yêu cầu trên, anh đưa con về trạm y tế phường khai báo và đề nghị được hướng dẫn chăm sóc y tế. Tuy nhiên, nhân viên y tế ở đây chỉ hướng dẫn bệnh thì tuân thủ 5K, tự cách ly và theo dõi với mọi người. Sau đó ghi giấy cách ly và yêu cầu khi cần thiết thì gọi bác sĩ để được hỗ trợ. Đến ngày 1 tháng 12, anh phát hiện bản thân cũng nhiễm COVID-19 nên gọi điện thoại để bác sĩ tư vấn và xin thuốc điều trị, thì bác sĩ chỉ bảo lên phòng khám để mua thuốc. Công dân này cho rằng việc quản lý F0 như vậy là quá lỏng lẻo và thờ ơ với người bệnh, cần hỗ trợ tốt hơn, không để cho người bệnh tự lo, tự điều trị. Trong trường hợp xấu, người bệnh sẽ không biết xử trí như thế nào. Liên quan đến vụ việc này, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát cho biết sẽ chuyển xuống đơn vị cơ sở xử lý và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để thông tin sớm nhất đến quý vị. Hơn 1 triệu viên thuốc Monopiravir được chuyển tới 17 tỉnh thành điều trị F0 tại nhà. Mới đây, công ty DB là cổ đông tập đoàn EcoPark đã tài trợ thêm 1,1 triệu viên thuốc Monopiravir cho chương trình thí điểm điều trị F0 tại nhà. Đến ngày 12 tháng 12, toàn bộ số thuốc Monopiravir này đã được DB giao tới 17 tỉnh thành, gồm có Hưng Yên, Hải Dương, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Hà Nội và Đắk Lắk, trong đó không có Bình Dương. Trước đó, vào đầu tháng 10, DB đã tài trợ 1 triệu viên thuốc Monopiravir điều trị cho các F0 có triệu chứng nhẹ và giao tới 10 tỉnh thành phố. Như vậy, hiện đã có 42 tỉnh thành tham gia chương trình thử nghiệm thuốc Monopiravir trong điều trị COVID-19. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới.
tại Nam Phi xuất hiện triệu chứng lạ ở người nhiễm Omicron. Tạp chí Sức khỏe của Anh dẫn lời của bác sĩ đa khoa Urban Pillay của Nam Phi hôm 11 tháng 12 cho biết, người nhiễm Omicron có các triệu chứng lạ là đổ mồ hôi nhiều đến mức ướt sũng quần áo vào ban đêm. Ngoài ra, theo bác sĩ Pillay, những bệnh nhân có biến thể này còn có biểu hiện ho khan, sốt, mệt mỏi và đau nhức cơ. Theo CDC Anh Quốc, ba triệu chứng phổ biến nhất ở các bệnh nhân nhiễm Omicron là ho chiếm 89%, mệt mỏi 65% và nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi chiếm 59%. Tại Hoa Kỳ, số ca tử vong cán mốc 800.000 người, ca nhiễm lên 50 triệu ca. Tính đến ngày 12 tháng 12, số ca tử vong của Hoa Kỳ đã chạm mốc 800.000 người. Con số này đã vượt quá toàn bộ dân số của Bắc Dakota. Với tỷ lệ này, Hoa Kỳ chiếm 14% tổng số ca tử vong và 19% tổng số ca COVID-19 trên thế giới với 50 triệu ca. Trung bình, Mỹ có 120 ca nhiễm mỗi ngày, trong đó tiểu bang Michigan bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Kể từ đầu năm 2021, hơn 450.000 người ở Hoa Kỳ đã tử vong sau khi nhiễm COVID-19, tương đương 57% tổng số ca tử vong ở Hoa Kỳ vì virus này kể từ khi đại dịch bắt đầu. Con số này còn vượt quá cả số ca tử vong năm 2020 trước khi việc tiêm vaccine được triển khai ở nước này. Tỷ lệ tử vong ở Hoa Kỳ cao hơn 3 lần so với nước láng giềng Canada và 11 lần so với Nhật Bản. Mời quý vị chuyển sang tin tức về dịch bệnh ở châu Á. Tại Trung Quốc, hàng loạt công ty ngừng sản xuất để phòng dịch. Theo Reuters, hơn 10 công ty lớn ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc cho biết đã tạm ngừng sản xuất tại các khu vực có ca lây nhiễm để đáp ứng yêu cầu thắt chặt hạn chế của chính quyền địa phương. Theo số liệu công bố ngày 13 tháng 12, Chiết Giang ghi nhận tổng cộng là 173 ca có triệu chứng trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12. Riêng ngày 12 tháng 12, toàn Trung Quốc ghi nhận 80 ca mắc mới, thì có 74 ca được phát hiện ở Chiết Giang. Ningpo Homelink, công ty sản xuất các sản phẩm nhựa cho hay, họ đã ngừng sản xuất tại thành phố Ninh Ba theo yêu cầu của chính quyền địa phương và đang thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của mình. Còn Chơ Chang Chintun, một nhà sản xuất thiết bị hệ thống thông gió của Trung Quốc loan tin, hoạt động sản xuất tại công ty con của họ ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đã bị đình chỉ do các biện pháp phòng dịch của chính quyền địa phương. Tất cả các công ty này đều cam kết hợp tác toàn diện với chính quyền địa phương và sẽ chỉ tiếp tục sản xuất khi được cho phép. Hàn Quốc thử nghiệm nhận dạng khuôn mặt để theo dõi các ca COVID-19. Reuters đưa tin, Hàn Quốc sẽ sớm thí điểm một dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo AI nhận dạng khuôn mặt và hàng ngàn camera CCTV để theo dõi di chuyển của những người nhiễm COVID-19. Xứ sở Kim Chi sẽ thực hiện kế hoạch này bất chấp những lo ngại về xâm phạm quyền riêng tư. Dự án thử nghiệm do nhà nước tài trợ sẽ diễn ra tại Bucheon, một trong những thành phố đông đúc nhất ở ngoại ô thủ đô Seoul, và sẽ bắt đầu được triển khai vào tháng Giêng năm tới. Dự tính, hệ thống sẽ sử dụng thuật toán AI cùng với công nghệ nhận dạng khuôn mặt để phân tích cảnh quay được thu thập bởi hơn 10.820 camera CCTV và theo dõi việc di chuyển của các bệnh nhân. Cụ thể, nó sẽ phát hiện được bất kỳ ai tiếp xúc với các ca mắc và liệu họ có đeo khẩu trang hay không. Giới chức địa phương cho hay, nó sẽ giảm bớt áp lực cho các tổ chức truy vết virus tại thành phố Bucheon có dân số hơn 800.000 người một cách chính xác và hiệu quả. Các chính phủ khắp nơi trên thế giới đã chuyển sang sử dụng công nghệ mới và mở rộng quyền lực pháp lý để ngăn chặn dịch bệnh. Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và một số bang của Mỹ đã ứng dụng hoặc thử nghiệm các hệ thống tương tự. Mời quý vị cùng chuyển sang các tin tức khác. Giám đốc tình báo Anh cảnh báo nguy cơ từ đồng nhân dân tệ số của Trung Quốc. Mới đây, giám đốc cơ quan tình báo điện tử Anh Quốc, ông Jeremy Fleming, đã cảnh báo đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc có nguy cơ trở thành công cụ để giám sát người dùng và quản lý các giao dịch tiền tệ toàn cầu. Ông Fleming nói, nếu được thực hiện sai, nó sẽ cung cấp cho các quốc gia thù địch khả năng giám sát các giao dịch. Nó cho phép họ kiểm soát các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Giám đốc Fleming cho biết, với việc mở rộng hoạt động gián điệp và tìm cách kiểm soát cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Anh Quốc, Trung Quốc hiện là vấn đề chiến lược lớn nhất mà Anh phải đối mặt. Hồi đầu tuần, giám đốc cơ quan tình báo Anh Quốc, ông Richard Moore, cáo buộc Bắc Kinh đang gài các nước khác rơi vào bẫy dữ liệu. Ông Fleming nhận định, tiền điện tử cũng có thể là một cái bẫy như vậy. Vị giám đốc này chỉ ra, trong bối cảnh Olympic mùa đông sắp diễn ra, Trung Quốc đang tận dụng mọi cơ hội để mở rộng phạm vi sử dụng của đồng tiền điện tử ra nước ngoài. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, đã có 140 triệu cá nhân và doanh nghiệp đăng ký sử dụng đồng tiền này.
Và cuối cùng là thông tin G7 cảnh báo Iran và Nga. France 24 đưa tin, các nước G7 hôm 12 tháng 12 cho biết thời gian sắp hết đối với việc Iran quay lại thỏa thuận hạt nhân, đồng thời cảnh báo Nga về hậu quả lớn nếu xâm lấn Ukraine. Trong tuyên bố chung sau hội nghị tại Liverpool từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12, nhóm các nước này kêu gọi Iran dừng leo thang về hạt nhân và nắm bắt cơ hội đạt được thỏa thuận khi còn có thể. Ngoại trưởng Anh bà Liz Truss, kiêm ngoại trưởng nước chủ tịch luân phiên của G7 cho rằng các cuộc đối thoại ở Viên Áo là cơ hội cuối cùng trên bàn đàm phán với một giải pháp nghiêm túc. Còn đối với quan ngại trước việc Nga có hành vi gây hấn xâm phạm đến Ukraine, Ngoại trưởng Truss cho hay có một tiếng nói rất thống nhất rằng sẽ có hậu quả lớn đối với Nga nếu xâm lấn vào Ukraine. Trong thông cáo chung, các bộ trưởng cũng thống nhất ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. G7 cho biết mọi lựa chọn, bao gồm các lệnh cấm vận quy mô lớn về chính trị và kinh tế, đang được cân nhắc nếu Nga phớt lờ giải pháp ngoại giao. Và những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.